em chia sẻ nhá. Rồi, ok. Em chia sẻ để một lần nói. Lĩnh. Đây, rồi, ok. Rồi, chia sẻ. Thực ra thì cái mà để chúng ta bán thì bán hàng để là gì ạ? Chúng ta bán niềm tin, bán ước mơ, chúng ta bán cao hơn những cái mà chúng ta đang có là sản phẩm đi ạ. Được không ạ? Chúng ta không, từ xưa giờ chúng ta nghĩ đến bán hàng, chúng ta chỉ nghĩ cầm cái sản phẩm đi bán. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta khi đã hiểu về CBD, hiểu về tất cả những cái gì mà chúng ta hợp tác với CBD, hiểu về con đường của CBD, nó đưa chúng ta đến sự tự do, an lạc và niềm vui, hạnh phúc. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải chia sẻ hoặc là bán những cái điều mà chúng ta cảm nhận được đó với đối tác của chúng ta, chứ không phải việc đem hàng đi bán. Việc đem hàng đi bán và cứ chứng minh CBD là tốt lắm, đến thời điểm này nó là bình thường rồi. Bởi vì đương nhiên là nó tốt, đương nhiên là kết quả nó tốt. Và An muốn chia sẻ thực sự là thủ lĩnh quốc gia Huỳnh Tiến Thịnh ấy, có chia sẻ cho chúng ta đây là một cái phương pháp bán hàng chung nhá. Còn chúng ta áp dụng vào CBD, và hơn ai hết An mong muốn anh chị em chúng ta áp dụng vào cái việc bán niềm tin, bán ước mơ, bán con đường và bán cơ hội, chứ không phải việc bán hàng không ạ. Đó là cái điều mà chúng ta cần hướng tới. Còn cái việc bán hàng thì sao ạ? Chúng ta đã có cái phương pháp của riêng chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể vận dụng những chiến lược như thế này để chúng ta cũng vẫn bán hàng. Nhưng chúng ta nhớ tập trung vào cái công việc bán niềm tin, bán ước mơ và bán cơ hội. Được không cả nhà? Thông qua cái công cụ kinh doanh là sản phẩm của CBD và sơ đồ trả thưởng của CBD thì chúng ta sẽ có cái niềm tin và ước mơ để chúng ta bán. Khi chúng ta bán được những cái đó càng đắt và bán được cho ai, thì người ta có được cái niềm tin và ước mơ đó thì họ sẽ kiên trì, kiên định đi theo chúng ta đến cùng, đồng hành với chúng ta đến cùng. Đó. Thứ nhất, như thủ lĩnh Thịnh có chia sẻ, có 4 cái tử huyệt mà người nào cũng dễ bị chinh phục nếu chúng ta hiểu được các cái tử huyệt đó. Tử huyệt thứ nhất là tử huyệt về bản thân. Cả nhà có thấy không ạ? Bản thân chúng ta là quý giá nhất. Chúng ta có thể lấy câu chuyện của bản thân chúng ta để bán cho họ. Câu chuyện bản thân của chúng ta, tại sao chúng ta lựa chọn CBD để bản thân chúng ta được cái gì? Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là về tử huyệt về danh vọng. Khi chúng ta bắt đầu có cái nhận thức, cả nhà có để ý không ạ? Là bắt đầu có cái tiềm ẩn, cái mong muốn được ghi nhận ở một môi trường nào đó. Khi đi học, chúng ta được mong muốn ghi nhận ở trong lớp học. Khi ra ngoài xã hội, chúng ta bước chân vào bất kể ngành nghề gì, chúng ta cũng nỗ lực phấn đấu để vì cái danh vọng đó. Đúng không ạ? Vậy thì với CBD, chúng ta bán cho họ cái danh vọng mà họ cần, là họ được khẳng định mỗi một nấc thang của CBD là một sự khẳng định sự nỗ lực của họ, và được họ được ghi nhận nhé, được ghi nhận khi nỗ lực đó họ đạt được. Đó là cái tử huyệt danh vọng. Và cái danh vọng lớn nữa là sao ạ? Là được họ được ghi nhận toàn cầu. Cả nhà thấy không? Ở đâu đó mọi người đều cố gắng nỗ lực hàng ngày,
nhưng họ không được, dù họ có kinh doanh giỏi đến đâu giỏi. Thì bây giờ thử xem ở Việt Nam có bao nhiêu người được ghi nhận toàn cầu. Cả nhà có đếm được trên ngón tay không ạ? Còn với CBD thì sao ạ? Khi nói đến lĩnh vực network marketing, nói đến CBD nhá, thì chúng ta có muốn tên của chúng ta được nhắc đến ngay không ạ? Đấy là cái nhu cầu danh vọng ai cũng có. Và CBD cho chúng ta làm được điều đó, và chúng ta bán cái, nghĩa là chúng ta điểm tử huyệt đó để làm sao ạ? Cho đối tác của chúng ta có cái niềm thích thú đam mê. Và tiếp theo ạ, tử huyệt về tình yêu thương, tình yêu. Khi chúng ta có sự đam mê, sự chia sẻ ở trong CBD, tình yêu sản phẩm nó sẽ lan tỏa con người chúng ta, cả nhà có thấy không ạ? Từ người rất là gọi là lạnh lùng, hoặc từ người gần như là không có nhiều cảm xúc, nhưng vào đến CBD thì thử xem ạ, tình yêu sản phẩm có dâng trào và họ đi chia chỉ mong muốn chia sẻ cho mọi người khác không? Chưa kể là cả anh chị em chúng ta trên đây ạ, có ai đó quen nhau trước không ạ? Rất ít đúng không ạ? Nhưng vào trong này chúng ta có tình yêu thương, và tình yêu thương đó được xây dựng từ cái môi trường Siberia và tình yêu thương của gia đình mỗi chúng ta. Cả nhà hôm qua có nghe cái chia sẻ của các cái thủ lĩnh ở trong Zoom của bác Phạm Minh Minh không ạ? Các anh nam giới thường là ỷ lại tất cả mọi chuyện, cái công việc gia đình cho nữ giới, nhưng khi thấy vợ mình chiến đấu với sự nghiệp Siberia thì bắt đầu tự động, không có ai nói gì, hoàn thành tất cả những cái việc đáng lẽ của phụ nữ nào. Đấy có phải là tình yêu thương không ạ? Đó, chúng ta chia sẻ những câu chuyện và bán những cái đó, điểm tử huyệt vào những cái đó để chúng ta bán cơ hội, bán niềm tin, bán ước mơ cho họ. Và cái cuối cùng là tử huyệt tiền. Có ai không cần tiền không ạ? Có một cái câu chuyện hôm qua anh chia sẻ với mọi người, đi chia sẻ với cả khách hàng của anh Cử, đúng không ạ? Gặp một người khách hàng thực sự, người người đó, nếu mà các anh các chị học cái bài kỹ năng bán hàng bùng nổ thì nó thuộc cái nhóm là Big Boss, chú chó Big Boss, là cái người gọi là máu chiến, chiến 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 chiến, và họ luôn luôn muốn ở thế chủ động tất cả mọi lĩnh vực, và mục tiêu của họ là tóm lại là tôi vào đây được cái gì và tôi được bao nhiêu tiền khi tôi làm việc này. Và họ sẵn sàng nói là giải thích cho tôi. Khi mà giải thích thì họ nói là thế có phải, được rồi tôi biết rồi, ABC, họ chứng minh là họ là một người rất là tài giỏi ABC. Xong cuối cùng ăn bán ăn nhấn mạnh một cái gì cả nhà biết không? Mục tiêu của chị là tiền đúng không? Chị đấy nói là đúng, nhưng mục tiêu của em là rất nhiều tiền. Đó. Khi người ta khẳng định là người ta thực sự là giỏi, người ta có 20 năm kinh doanh rồi, tóm lại bởi vì mình mới chia sẻ mình có 2 năm. Họ đang nhìn mình bằng con mắt là 2 năm chưa là gì cả. Hãy học hỏi người 20 năm đây. Thực sự là người đó chỉ cần nhìn nhận ra vấn đề thôi. Và phải học tập. Với CBD phải học tập. Vì làm sao hôm qua câu chuyện An với anh Cử là đều muốn gọi là người đó từ từ bình tĩnh nén lại để gọi là ngồi lại với nhau để nhìn ra cái điều mình muốn chia sẻ với họ. Nhưng họ chỉ nói là tóm lại được bao nhiêu tiền, tóm lại được bao nhiêu tiền, tóm lại được bao nhiêu tiền, và chỉ có từ tiền thôi. Cuối cùng An phải chốt lại một câu: mục tiêu của chị là tiền đúng không? Đúng rồi, kinh doanh phải là tiền và mục tiêu của em là rất nhiều tiền. Nhưng trước khi có rất nhiều tiền thì em phải hiểu bản chất vấn đề công việc của em nó có ra cho em rất nhiều tiền hay không, hay chỉ là đồng tiền thôi. Cả nhà thấy không ạ? Đấy là một cái, cũng là được một cái là tử huyệt. Khi các anh các chị nhìn nhận được cái cơ hội của CV, nó cho chúng ta bốn cái tử huyệt đó mà người nào cũng có mưu cầu, thì sao ạ? Chúng ta chỉ cần điểm cho họ hai cái thôi, họ đủ mê là họ có thể theo chúng ta.
Còn với CVD, cái việc đi bán hàng thì chúng ta chỉ bán hàng để cho khách hàng trải nghiệm. Còn có những khách hàng không trải nghiệm, nhất định họ không kinh doanh nhé. Như An trước khi lên khi mở Zoom đó, An cũng có một khách hàng gọi điện thoại nói là mấy hôm đi qua toàn thấy đóng cửa. Hôm nay có trên nhà không? Nói có. Và xuống thì bạn ấy mua hơn 4 triệu tiền sản phẩm. Nhưng An lần nào An cũng cài vào một cái câu là trên hóa đơn của mình và giúp được nhiều người khác dưới mình cũng được dùng sản phẩm giống như mình, là mua với tên của mình và chiết lại phần trăm giống như mình. Thì bạn đó nói là bạn đó rất là bận. Bận. Tại sao bạn bận? Mà bạn không nghĩ những cái người xung quanh bạn không bận mà người ta đang mong cầu có một chút thu nhập, có một chút sức khỏe. Thế tại sao bạn không giúp họ? Mình có thể giúp những cái người đó. Làm sao ạ? Họ tiếp cận được cái cơ hội này nhưng phải là qua bạn. Đó, mình cũng xin mà, cũng mình cũng cùng chia sẻ cơ hội kinh doanh, đó là chia sẻ cơ hội kinh doanh đúng không ạ? Chứ không nhất thiết là bạn vào đây làm đi được nhiều lắm, được A, được B, được C. Đúng không ạ? Bởi vì cái nhu cầu của mỗi người là một khác nhau. Và họ đã đón nhận, họ nói là được rồi, thì để họ sẽ có cái cân nhắc. Ngày hôm nay An cũng rất là buồn vì từ sáng giờ An chỉ chia sẻ được về sản phẩm thôi, chưa chia sẻ được một cơ hội kinh doanh nào. Nhưng đó, chúng ta gieo lên vũ trụ thì đúng không ạ? Vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta những cái gì chúng ta gieo lên. 8:20 mở Zoom, vừa mở Zoom xong bạn đó gọi và An xuống. Bạn đó dùng quen rồi, tháng nào cũng đến lấy 5 triệu, 3 triệu, 7 triệu, tóm lại là rất nhiều. Nhưng nhất định là không làm vì rất là bận. Nhưng sao ạ? Hôm nay An đã cài được cái việc là bận. Bạn bận, bạn có tiền rồi. Nhưng những người xung quanh bạn, người quen biết bạn, người thân của bạn. Thứ nhất là bạn bận, bạn có tiền nhưng bạn vẫn thiếu sức khỏe. Nên là bạn mới lựa chọn sản phẩm này. Thế thì những người kia, người ta không có tiền nhiều. Người ta lại thiếu sức khỏe. Thế tại sao bạn không kết nối để giúp người ta? Đấy cũng là chia sẻ cơ hội kinh doanh. Chứ đâu có phải mời là đi làm cùng tôi là chia sẻ cơ hội kinh doanh, đúng không cả nhà? Vậy thì mỗi người chúng ta phải tìm ra một cái tử huyệt của họ. Cả nhà thấy sao ạ? Mỗi người chúng ta hãy lắng nghe họ. An có cái cách đi chia sẻ với tất cả mọi người này như này. Tất nhiên ngoài cái điện thoại là An cũng phải cầm để kết nối với tất cả hệ thống. Thì đấy cũng là cái cách mà An vừa làm việc nhưng An vẫn nghe người ta nói, nhưng mà ở cái thứ cái gọi là để cho người ta nghĩ là mình luôn luôn chủ quan thì người ta mới đưa ra những cái người ta cứ nghĩ là lợi thế về người ta, nhưng trong đầu mình đã nghe được người ta nói gì để mình tìm cái nhu cầu thực sự của người ta. Và phải tìm được cái điểm yếu của họ để mình điểm vào, tìm được cái huyệt sung sướng của họ để mình điểm vào. Đúng không ạ? Và anh chị em chúng ta cũng làm như vậy. Thì An nghĩ là cái công việc chia sẻ nó không khó khăn lắm. Đây là chia sẻ thực sự. An mong muốn truyền tải lại cái phương pháp của thủ lĩnh Huỳnh Tiến Thị, nói là đi bán hàng, đừng nói nhiều về sản phẩm. Đừng nói nhiều về công ty, mà hãy tìm tử huyệt của khách hàng để chúng ta điểm vào. Và cái câu chuyện thủ lĩnh kể thì sao ạ? Chắc chắn anh chị em ở đây cũng nhiều người nghe rồi, An cũng xin kể lại một chút thôi. Có một ông giám đốc, ông đi tuyển trợ lý. Ông cứ treo cái bảng tuyển trợ lý, nhưng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác không tuyển được. Đến một thời gian, nghĩa là đến một cái thời điểm, có một anh này, anh ấy đến anh
Nghĩa là anh ấy đến anh ấy ứng tuyển. Thì anh đã tìm hiểu là ông này thực sự ông rất là tham. Ông ấy muốn tất cả mọi thứ, bởi vì ông nói là cứ cái gọi là cái vị trí của ông ấy cần một người trợ lý thôi, chứ còn thực sự ông ấy không cần. Bởi vì ông có thể làm được hết tất cả mọi việc. Trợ lý là gì? Chỉ gọi là giúp ông ấy việc lặt vặt thì ông làm được hết. Nên là cái vị trí của ông ấy cần một trợ lý, chứ còn bản thân ông ấy định hình trong đầu là ông không cần. Vậy ông không cần thì ông có tuyển được người không ạ? Đúng không? Ai đến ông chẳng chê. Bởi vì ông có cần đâu. Mà ông cần cho cái vị trí của ông ấy thôi. Chính vì thế cái người này đến ứng tuyển và tìm được cái tử huyệt của ông ấy. Người này chỉ kể một cái câu chuyện, một cái câu nói thôi. Ngài có biết không? 60% những người giàu có nhất nước Mỹ. À, gì nhỉ? Những người giàu của nước Mỹ, tài sản của họ lại nằm 60% trong tay những người寡妇. Những người寡妇. Và cả nhà có thấy không ạ? Đánh đúng tử huyệt của ông ấy. Tử huyệt là bản thân của ông đó đó. Nếu ông ấy cứ tham như vậy, cứ làm như vậy, đến một ngày đẹp trời thì vợ ông lại là người giàu có tiếp theo. Quá phụ, đúng không ạ? Vậy thì ông phải giật mình, và ông ấy nói là bây giờ ông ấy tuyển được một người. Chính xác là bây giờ ông ấy tuyển được. Cả nhà thấy không? Đâu có phải nói về là tôi ABC, tôi giỏi lắm, tôi giúp được ông ABC. Đúng không ạ? Người ta có giới thiệu về bản thân người ta đâu, người ta chỉ kể một câu chuyện thôi. Nhưng trước khi đến ứng tuyển, người ta đã tìm hiểu ông này là người như thế nào ạ? Đó là đánh vào tử huyệt. Thì chúng ta đi tuyển cũng thế, đi bán hàng cũng vậy. Chúng ta cứ tìm tử huyệt của khách hàng để làm sao chúng ta đánh. Chứ chúng ta không giới thiệu quá nhiều về sản phẩm, cái này tốt, cái kia tốt, bởi vì tất cả những công ty họ sản xuất ra sản phẩm thì họ đều chứng minh họ là tốt. Bởi vì khách hàng đã được dùng của công ty nào, tất cả các công ty đâu để so sánh, đúng không ạ? Ví dụ với sản phẩm của chúng ta, đúng là chỉ cần đưa vào miệng khách hàng được, từ tiêu canh ánh răng đã có cảm nhận rồi. Đấy là cái lợi thế, cái công cụ tuyệt hảo của chúng ta. Nhưng chúng ta phải dùng cái công cụ đó làm sao biến nó thành tuyệt vời nhất. Được không cả nhà? Rồi, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe An chia sẻ. Xin mời ai có câu hỏi hoặc có bất kể chia sẻ gì, xin mời anh chị em chúng ta đi ạ. À, xin mời cả nhà đi ạ. Thực sự An rất mong muốn cái sự tương tác lại, chứ không phải là độc thoại một mình. Sinh Nguyễn ơi, mở mở mic em. Dạ, rất là hay đó chị. Hôm kia khi học một ngày Happy Camp là như là mình mở ra một cái chân trời mới, mở ra một cái trang mới về cái kiến thức mới. Thì cái mà kiến thức mà em tâm đắc nhất đó là cái tử huyệt, vì em cũng nghe nói nhưng mà em chưa được hình dung về tử huyệt nó như thế nào. Thì cũng nhờ là chỗ anh Quỳnh Tiến Thịnh, thủ lĩnh Quỳnh Tiến Thịnh, anh chia sẻ, và anh có ba câu chuyện rất là hay, và trong đó có câu chuyện của một câu chuyện chị An đã vừa kể rất là thâm thúy, đúng vào cái tử huyệt của con người, đó là về cái bản thân, về cái danh vọng và cái tình yêu, và cái nữa là Tiền. tiền, đúng không, về tiền. Thì cái này là đâu trong mỗi bản thân của mỗi người thì cũng có, nhưng mà mình thường bán hàng là mình nói về cái của mình nhiều quá, mình không có khai thác, mình không có đặt cái nhu cầu, hỏi cái nhu cầu của khách hàng, mình không tìm hiểu được cái nhu cầu thật sự của khách hàng thì mình không bán được hàng nhiều. Mà anh Tiến Thịnh có cách là hai là anh không có bán lẻ mà anh bán sỉ,
anh bán một cái là thường là một cái đơn hàng rất là lớn. Thì đó là một cái bài học em học được là của ngày hôm chủ nhật. Rất là biết ơn chị An cũng như là biết ơn hệ thống đã soi vào cái hệ thống Happy Camp cũng như là hệ thống của mình để học, để phát triển mỗi ngày. Thì bản thân em thì từ khi mà trước khi tham gia Sibiri rồi sau khi tham gia Sibiri đến nay cũng hơn một năm rồi, thì em thấy mình là mình học được nhiều kiến thức cũng quá là bổ ích. Thì khi mà mình muốn kinh doanh thì cái bản thân mình phải lớn hơn cái vấn đề, bản thân mình phải phải phát triển hơn cái vấn đề của mình, mình phải đứng trên vấn đề thì mình mới giải quyết được. Chứ mình mà ở dưới vấn đề với nhỏ hơn vấn đề thì mình không giải quyết được, không kinh doanh được. Thì đâu đó thì bản thân em học mỗi ngày, hỏi mỗi ngày và đúc kết cũng như từ hệ thống cũng như anh chị em đã truyền động lực, tạo cảm hứng. Thì em tin là mình sẽ cũng sớm cũng có cái kết quả theo cái mục tiêu mà mình đặt ra. Rất là cảm ơn chị An cũng như cảm ơn anh chị em. Rồi, cảm ơn Sinh, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta đón nhận kiến thức và chuyển nó thành cái kỹ năng của mình khi chúng ta hành động. Chỉ có học sau đó chuyển kiến thức thành cái sang hành động và làm sao cho cái kỹ năng của chúng ta được rèn giũa và ngày càng tốt hơn, thì chúng ta sẽ dần dần mỗi ngày chúng ta lớn hơn cái bản thân, là bản thân chúng ta lớn hơn cái vấn đề thì chúng ta mới giải quyết được, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà, cảm ơn Sinh. Nào, xin mời chia sẻ tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Nếu không có chia sẻ gì thì buổi Zoom hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây được không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi Zoom sáng mai. Còn ai có câu hỏi không? Chị Ngọc Lan có câu hỏi không? Chị mở mic đi. Chị mở mic. Ok. Chị mở mic đi, chưa được. Rồi ạ. Em thắc mắc là em không hiểu là cái đoạn là mở đi vào link á chị. Bởi vì em nãy em vào muộn em không hiểu được, chắc cái này em phải hỏi thêm anh Tư mới được. Vào link gì chị? Vào link học hay là vào link mua hàng? Vào link mua hàng ạ. Vào link mua hàng. Nghĩa là gửi đường link mua hàng. Dạ. Thế thì cái đấy là vào, chị đã biết vào cây doanh nghiệp của mình chưa? Chưa ạ, bởi vậy em chưa biết những cái chuyện đấy lắm ra. Chắc giờ mà hỏi chị thì chắc là nó nhiều lắm, chắc là em phải cho anh Tư lên. Dạ ơi, cái này là mai có trên YouTube, em gửi riêng cho chị Lan, chị xem lại là chị vào chị làm được. À rồi, ok. Dạ. Sau đó xem đến đâu thắc mắc, đến đâu mà còn cái gì chị chưa rõ thì chị bắt đầu lại hỏi tiếp. Chị kết nối số điện thoại em gửi qua link hoặc em gửi qua nhóm, rồi chị xem bên nhóm cái là gửi qua Zalo như theo nhóm như này cũng được. À, nhóm F68 đó. Rồi đúng rồi. Rồi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Lan. À, sau đó khi chị xem và chị thực hành, chị vừa xem vừa thực hành trên máy, nếu mà có cái chỗ nào khó hiểu thì chị lại dừng lại chị gọi. Rồi, ok. Hoặc là kết nối bất kể ai trong hệ thống của mình, mọi người đều hỗ trợ, bởi vì chúng ta là cùng nhau nỗ lực xây sự nghiệp cho riêng bản thân chúng ta, làm việc tập thể nhưng mà cho thầy cũng đang giảng dài cho được em mà không chưa hiểu được cái gì nên là đấy ngồi đến giờ tuyệt vời. Sẽ có một buổi hướng dẫn các chị nhá. Các chị chỉ cần trải nghiệm sản phẩm nghiêm túc và bây giờ cần cái hỗ trợ gì thì trước mắt là cứ bác Tư bác hỗ trợ về hàng hóa, ra hàng, tất cả các thứ, để làm sao mục tiêu của CBD là không phải bán hàng nhưng phải có để trải nghiệm, có tình yêu về sản phẩm thì chúng ta em mới... Chào anh Chiến. Đoàn Ngọc, chào Đoàn Ngọc. Hôm nay lần đầu tiên em thấy anh Chiến lên hình chị An ạ. Anh Chiến hôm nay là đi công việc về sớm, còn bình thường là anh Chiến giờ này là anh Chiến đang rồi, cảm ơn Ngọc. Chị An ơi, rồi, một buổi gần gần đây chị An với cô Hạnh về nhà em chơi nhỉ?
À, thực ra cái hôm mùng 2 nhờ là cũng có hẹn đấy. Đúng rồi đấy, cái này này em. Mùng 2 đấy.